Xin chào các bạn, và hôm nay tôi sẽ mở hộp cái đàn này ra xem trong bên này có những gì. Đây là 4 cây cơ, thì tôi sẽ mở hộp ra xem trong đấy có những gì nhá. Nào, cây này thì được mệnh danh là hàng vừa rẻ vừa ngon, ngon lại còn rẻ. Đó. Thật là rất rất khó có ngon và rẻ nhé, gần như là không có ngon và rẻ đâu. Nhưng mà nó là ngon và rẻ thật, nó là một cái dòng dưới 5 triệu, hiện tại đang bán dưới 5 triệu. Tôi sẽ bóc một cây này ra, mở một cây này ra xem là nó thế nào. Đó. Trong đàn thì nó có một cái túi chống sốc các bạn nhé, có xốp này nhé, xốp này đấy. Ui xời. Bạn nhìn chưa, đấy, nó gói rất cẩn thận, nó một cái túi gọi là chống va đập, bạn thấy chưa đấy. Thế là nó gửi đàn của chúng ta nó sẽ như thế này, bạn nhìn chưa? Đấy, nó là như thế này, sách đi này, nó bỏ bao đeo này, đấy, đó, trang, đấy chưa? Đấy, nó cũng bỏ bao đeo, đấy, đây nó dài như thế này, đó, rồi chúng ta bỏ thử ra đây nhá. Đây thì trong đấy nó cái vỏ bao nó có cái túi khóa như này đấy. Vỏ bao rất dày và đẹp, sẽ đi xanh lại đi chơi bạn gái cũng được. Đó. À, sau đó một lớp ni lông nữa, đồng ý chưa? Rất cẩn thận, nó gói rất cẩn thận, nó bọc kim loại các bạn nhé, vỏ kim loại nhé. Đây là vỏ ngoài. Đó. Đẹp, long lanh mê hồn nhá. Ấy, xây ra. Úi dồi, nó còn dán được băng dính vào cơ. Chắc nó thơm cậy lắm. Không được bóc ra. Đấy, bật lên, cũng bật nút nguồn lên. À, tôi sẽ bóc hết băng dính này ra. Bạn nào mà mua đàn là tôi đã bóc băng dính ra để tôi test rồi nhé, các bạn yên tâm. Cái này này tôi chưa cần cắm rồi. À đây, tôi cho các bạn xem cái này trước. À thì phụ kiện đi kèm của nó là có một cái vỏ bao này, có cái trong đây là một cái pedal này, một cái nguồn này, và một sách hướng dẫn bằng tiếng tàu cựa. Tôi không biết đọc được, cho nên tôi không biết đây. Đây nhá, cái sạc của nó thì là giống sạc Samsung này, bạn nhìn chưa? Có nghĩa là ông nào mà dùng Android là chơi được, hoặc là nếu mà dùng iPhone thì chúng ta mua chỉ mua một cái dây này này, 10.000 bạc ở ngoài hàng điện thoại là không thiếu nhé. Vứt này ở đây. Cái này là để cắm điện vào đây, cắm điện vào đằng sau này, nó có cái cổng cắm USB này. Đấy, một cổng USB đây, một cổng là cổng MIDI tai nghe, cổng loa,
Và đây chúng ta nhìn tất cả nó là chữ tiếng Anh hết nhé, chứ nó không phải là chữ tiếng Tàu, tiếng Đông, tiếng Anh hết. Mà cái đàn này nó cũng đàn này cũng có mic bạn nhé, một cổng MP3 này, một cổng mic này đấy, một cổng pedal này, một cổng tai nghe. Cái cổng tai nghe của nó là 3.5, các bạn không phải mua thêm đầu nối nhé. Đó, USB này, cổng pedal này, cổng tai nghe này, cổng cắm MP3 có cắm được vào, một cổng mic cắm được vào nhé. Cây này nó là cây BX, BX1. Cái thằng BX2 nó chỉ khác cái BX1 nó có chữ đây, nhưng BX2 nó to hơn cái này một tí, cái này nó gọn. Còn cái chức năng các thứ của nó này, chức năng các thứ của nó nhé, là nó có đấy, để các bạn đây, ví dụ đây là trống nhé, hòa âm này. Âm lượng con nhỏ này, bé này, nó có cả nút ghi. Ví dụ chúng ta đánh đàn đấy, chúng ta đánh đàn chúng ta có ghi ghi lại. Thì về những chức năng ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sau.